Nhân dịp năm học mới 2020-2021, Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Khê và các cá nhân tài trợ đã tổ chức trao quà cho các học sinh theo chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng. Theo đó, ba đơn vị và các cá nhân tài trợ đã trao tặng 12 chiếc xe đạp cho 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị hơn 20 triệu đồng. Trong đó, Đại tá Trần Công Thành, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng và Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhận đỡ đầu 2 cháu. Đối với 10 cháu còn lại, Đồn Biên phòng Phú Lộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê Tây, Hội cựu chiến binh phường Thanh Khê Đông, phường Xuân Hà và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Thuận nhận đỡ đầu. Hàng tháng, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc trích một phần lương, đồng thời phối hợp với các tổ chức vận động các đơn vị cá nhân trên địa bàn để tạo quỹ cho chương trình Nâng bước em tới trường và mô hình con nuôi đồn biên phòng.